bây giờ vẫn thích chơi cầu trượt hay không? Tôi trời ơi, bình thường á chơi cầu trượt á đi hồ bơi trượt xuống đã gì đâu. Nhưng mà nếu như tôi bảo ông của tôi sẽ trải nghiệm cầu trượt dài nhất trên thế giới. Ê, cầu trượt dài nhất trên thế giới là dài cỡ nào? À, là dài mà dài từ đây qua bên nhà bà bán hủ tiếu gõ, xong rồi vòng qua bên nhà của ông bán cơm tấm, vòng qua bên nhà của bà bán bánh tráng trộn hả hay sao? Trời ơi, cái gì mà dữ vậy? Ok, nói chung là cái cầu này là cái cầu dài nhất trên thế giới, đi đâu cũng được hết trơn các bạn đó. Và các bạn thấy video này thú vị, đừng quên xem video để xem quay cái cầu dài nhất trên thế giới là như thế nào nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video đây nè, let's go. Và nếu các bạn là người mới khi xem kênh của mình thì đừng quên đăng ký cho mình và Hoang Cử nha, để có thể xem video mình nhanh nhất có thể. Ok, còn bây giờ xem video thế nào, let's go. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, thì bây giờ tụi mình sẽ trượt cái cầu trượt dài nhất ở trên thế giới. Ok, giới thiệu không? Đây là cái nơi mà... đây là cái nơi cầu trượt mà dài nhất trên thế giới luôn, trượt là đã đời luôn, nhìn nè, trời ơi, nhìn cái đời này. Tôi đang nhìn wow. Toàn thế giới nè. Đây bạn thấy không? Đó, nhìn nè, trời ơi, cầu trượt nó dài, dễ sợ em, mà tôi thấy cái cầu trượt bên này đẹp hơn nha. Ê, em ơi, cấp 2 đấy ơi. Tôi tới đây mà lấy cầu trượt chứ nghĩ sao không trượt xuống lắm đi đời luôn. Đây thì đầu này có rất nhiều cái đồ ở bên trượt các bạn. Ở đây thì đầu này là có đồ trượt miễn phí nè, đồ trượt đôi nè. Phong muốn đi một mình trước cơ. Trời ơi, ok, tôi đi chơi một mình nó mới một mình trước nó vui vậy không? Đây rồi, ok. Ủa vậy đi trước à đây. Ê, có chỗ này không? Chỗ này đẹp hơn. Bây giờ đầu tiên nè, Phong thấy cái này là có số 4 nè. Phong nghĩ số 4 là ít nhất là mình đi thử số 4 đi. Số 4 hả? Số 4 chắc từ xem coi. Ui, ở chỗ này có cảnh báo gì nè sao? Nguy hiểm nè. Cảnh báo, vòi này có thể không an toàn cho một số người. Ui, chỉ có nghĩa là ai mà bị đau đầu á, bị tiền đình á là chơi cái trò này không được đúng không? Ê, sao có chuyện qua đây vậy? Từ cứu tôi. Đây rồi, chuyện xuống là 2. Đi đi. Là Phong bị tiền đình á, Phong bị tiền đình mà giờ Phong phải quay clip này chơi á, thứ nào. Ê, nhìn xấu vậy ông quá. Ui trời, nhức đầu bạn ơi, chị mặt lên tôi, nhức đầu rồi. Ê, nhức đầu vậy. Tôi bị tiền đình. Tôi bị tiền đình. Ây da. Cái gì vậy? Ui, chỗ nào vậy? Bay tới đâu mày, bãi cỏ nào luôn rồi. Tôi bay tới đây nè, cái gì vậy? Rồi xong Phong ơi, em bay tới đâu vậy? Ê, sao tôi xuống lava ba rồi? Uê! Rồi xong rồi, tôi xong rồi, cứu bạn, cứu. Đúng rồi, xuống lava, còn Phong bị té ra ngoài nè, để Phong. Rồi xong, cháy luôn. Á, rồi xong rồi, tôi văng. Tôi bay lên bầu trời luôn, Phong ơi, oh my god, cứu tôi. Đảo vậy. Trời ơi, đã chỗ nào, nó rớt xuống lava, cháy người luôn bạn ơi, thôi nhức đầu đó bạn ơi. Ôi, game này là game Roblox, gọi là một trong những game Roblox đỉnh mà tôi thấy. Wow, đó nó chung. Ủa, ông đâu rồi, ông bay đâu rồi. Tôi đây. Trời ơi, nói chung là nó nhất. Tôi chuột xuống lava thôi. Đó thấy chưa? Ai rồi cũng phải xuống lava các bạn ơi. Nói chung là tôi chấm điểm cái này nó bị nhức đầu quá. Tôi chấm là không điểm, tôi nhức nữa các bạn. Trời ơi. Cái gì? Lava nó nổ, tôi văng lên trời luôn. Thì đó, tôi cũng văng trời thôi. Bây giờ đi thử cái này đi Phong. Tôi nghĩ cái chỗ này số 7 nè. Số 7 nhiều điểm nè. Số 7 là chắc là rainbow. Đây là cầu vòng nè Phong ơi. Đi vô đây. Đây là cầu vòng nha. Ai thích cầu vòng vô đây rồi tôi vô. Hôm nay. Ê, sao không vô được? Tôi vô không được. Từ. Xuống rồi. Ok. Vô không được. Rồi. Sao sau lưng Phong nào? Đây rồi. Ê, sao xuống được? Vô. Trời ơi, cái bà này. Ôi, sao nó không vô? Trước đây. Hư cái thang rồi, kỳ quá à. Đây. Rồi nhảy xuống. Wow, cầu vòng đẹp dữ. Tôi cũng muốn đi thử đây rồi. Ui, xuống. Phong trượt hơi bị ngại sao mày. Đây. Ui, tôi thua vậy. Ui trời ơi, mạng ơi. Trượt xuống tuyết rồi. Tụi mình đã chơi cái game này là mấy bạn được trượt cầu miễn phí các bạn. Các bạn đừng quên like video giúp 5k like nha. Wow, đã quá bạn. Ui trời ơi. Nhìn đây bạn. Phê. Ui. Trượt băng. Ui trời ơi, nó đã thử đã bạn ơi. Trời ơi. Ngoài đời mà có cái này nữa Phong ơi, trượt banh xác luôn. Có bạn nào thích trượt cầu trượt hay không? Đừng quên, có một vị sao biết nha. Tuy là tôi là lớn rồi nhưng tôi vẫn rất thích cầu trượt. Ôi, wow, yeah, trời ơi, đã quá. Rồi, tôi băng. Tôi băng sao ơi, là sao? Tôi băng tới đâu vậy? Sao ơi, mình thử mình chơi cầu trượt số 11 với Sam. Đây, ê, sao tôi băng tới đây vậy? Alo. Sao băng tới đâu vậy? Ôi, tôi băng ra bờ kè luôn. Thì bây giờ thôi, tại vì mình bị văng ra ngoài phải đi. Đây, ok rồi, bây giờ đi đâu bây giờ đi đâu? Bây giờ mình đi số 11 đi, nhưng mà khoan, mình thay bằng cái ống khác đi để coi đây, có cái đây. Ống gì này. Tôi em đi cặp bông, tôi mua cho đi cặp với tôi đi, tôi mua đây. Đây, tôi sẽ mua robot. Ủa, không mua được luôn. Ủa, cái này không mua được. Trời ơi, nó không cho tôi mua. Từ để tôi mua qua được không?
Đây, tôi mua cho cái này. Cái này là bao nhiêu mà 50 ngôi sao thì mình sẽ mua 20 Robux. Ok. Đây, tôi mua. Đó, để tôi có thể gọi là đi cặp với Phong Cận. Đó, các bạn ơi, thấy không? Thì tôi tâm đầu với hợp chưa? Rồi, ok. Tôi có đây, Phong ơi, tôi mua trong nè. Rồi. Có chừng có người leo lên. Không, cái đó của tôi, không ai leo được. Rồi, lên. Lấy Phong ơi, lên. Rồi. Đi đâu? Số 11 đúng không? Rồi, mình đi số 11 đi, sao ơi. Ok, đã các bạn. Bây giờ mình Phong Cận sẽ trượt xuống qua để xem coi cái cầu trượt số 11 này có đã không nha. Để coi. Rồi. Rồi ok, xuống nè. Tôi thấy chưa gì, tôi thấy rồi là hơi bị sảng khoái rồi. Rồi, sảng khoái rồi đó. Thấy sảng khoái chưa? Wow. Ôi trời ơi, rồi sao không thấy chưa? Đây tôi đang chơi cái góc nhìn của người chuột luôn nè. Ôi đã vậy. Đây. Ủa? Đừng có xíu đi. Tôi đi được có xíu. Cái gì vậy má ơi? Giờ hai đứa mập quá, giờ hai đứa mình mập quá. Không. Đã chưa? Từ xuống. Rồi. Mập quá. Rồi, đẩy mình ăn nhiều quá bạn. Tết ăn nhiều quá. Đó. Rồi, Tết ăn nhiều bánh chưng quá hay chưa? Ăn nhiều bánh chưng quá bởi vậy. Wow. Nó xoay tròn. Phê quá, bạn ơi, đã quá. Ui, trời ơi. Đã. Ui, trời ơi. Văng ra ngoài luôn. Rồi đó. Trời ơi, mập quá chi ấy, tôi tuột xuống rồi ông ơi. Cứu tôi ơi. Nó tuột xuống đây rồi. Ồ, có một người bạn rồi đó, có cái xe ba người luôn nè. Trời ơi, em tôi tuột xuống đây luôn Phong ơi. Trời ơi, em à, ông biết sao không? Không những sao, có chỗ, không những có một chỗ ông tới đây đi Phong. Đây nè, chỗ này nè, ông bật đây open nè, tele menu nè, đó, chỗ này có rất nhiều cái menu khác nhau. Đó. Wow. Em mà mình phải có cái ngôi sao gì nè. Tôi có, bây giờ ông muốn chơi gì tôi chơi cho. Ui, từ từ để xem qua cái làm gì đây. Ui, trường băng nè, đây. Ui, ê, cái chỗ này nhiều quá vậy. Em cái chỗ Phong mới được 35 sao à. Tôi có, tôi mua cho. Bây giờ cái này là gì đây? Triple này là gì đây? Bây giờ em giờ không thích cái nào tôi chơi đó. Đây, từ quay chơi. Nhưng mà làm sao Phong vô phòng với Sam được? Ủa, vô được không? Vô được chứ. À, chứ con thối hả? Sam là người mua mà, Sam là người mua thì Sam vô được chứ sao Phong vô được. À, trời ơi, tôi quên mà. Bây giờ mình phải trượt từ từ để mình kiếm tiền, hiểu không? Ok đây. Rồi, ủa vậy còn không? Vậy còn đường này mình chưa đi không? Mình đi tiếp lại cái đường hồi nãy, đi cái đường 11 nè. Đâu, để xem coi. Đây cái đường 11 nè, mình đi tiếp xong hiểu không? Tại nãy mình chưa đi xong, bây giờ mình đi tiếp được. Ok, giờ ông muốn đi lẹ đi chung với tôi. Chung chứ, đi chung okay. Vui. Ê, cái đường băng mình chưa đi mà đúng không? Đường băng mình đi chưa? Đường băng này chưa nè. Chưa, ok, để xem có đường băng nó có gọi là VIP Pro như trong tương mà đóng nhà rồi. Rồi, đó, ok, băng là lạnh rồi đó. Tôi thấy nó hơi chậm nha. Tôi không biết là nhìn nó gồ ghê quá không ơi. Sam phải nhấn vô cái nút gọi là tiến lên phía trước á thì nó mới đi nhanh hiểu đây. Không? Wow. Trời ơi. Trời ơi, VIP có mấy đi ơi. Trời ơi. Nó cho mình xoay 360 số trong đó luôn. Quá xịn luôn mấy đi ơi. Ô trời ơi. Em sao qua được cái chỗ này nè. Ui trời rồi. Sao rồi. Lượm 90 sao rồi nè. Tính là lượm nhanh lắm. Sam đi vài lần rồi lượm được à. Tôi được nhanh mà. Tiếp. Đây. Ê từ, để coi cái map. Map đầu tiên là map bao nhiêu tiền đây. Từ, map đầu tiên là map 50 sao thôi. Tôi có dư. Ông có đủ giờ 50 sao mua được. Có rồi. Vô rồi. Luôn. Mua luôn hả? Mua luôn. Rồi ok mua. Đi qua nè. Rồi yes. Rồi ok. Đây, teleport tới là rồi, ok. Oh my god, mấy bạn ơi, đây là cầu trượt, là kính bạn ơi, cầu trượt kính. Rồi, để xem coi, để coi cầu trượt kính này có gì đặc biệt ha. Rồi, ok, lên Phong ơi, lên xếp rồi, vào cái đèo. Ủa, trời ơi, nhìn kìa. Sam phải giữ cái nút di chuyển tiến lên nha. Đây, trời ơi, nhìn đã kìa. Ủa, trời ơi. Ôi, trời ơi, cái này là cách đầu dưới luôn á. Thôi mà xịn như luôn á. Nó đã hay sao. Ôi ơi bạn ơi, thích quá trời ơi. Video này la thoải mái luôn. Ôi trời ơi, quá trời. Oh my god. Ê còn không? Ê xuống đây không vậy? Có xuống đây không? Rồi. Ok bạn ơi, đây mình trở lại nha. Trời ơi, tôi nói nó đã. Mình làm lại thêm lần nữa đi. Ê nhớ còn đường đi đúng không? Còn đường đi đúng không? Trời ơi, nãy là như mình đi chưa đúng đường nè. Rồi ok, lên. Từ, để xem coi phòng tiếp theo là bao nhiêu nè. Phòng tiếp theo bao nhiêu? Để tôi xem coi. Đây, phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo là 100, tôi cũng đủ luôn. Ông bao nhiêu? Đủ rồi nè, qua luôn đi. Qua luôn. Ok, yes. Rồi 100, để xem coi. Rồi đây qua. Ủa, tôi qua lộn không vậy? Đây.
của anh Trâm. Đây là boss. Rồi ok. Rồi đi, tôi nhìn là tôi khỏi tôi nha. Tôi muốn đi hoài luôn á. Tôi đã rồi. Mấy bạn ơi, nếu các bạn đừng quên xem ngay lần này giúp cho Sam đạt được 5k like nha. Các bạn có 3 gì là đó. 3 2 1 tí kia mọi người rất nhiều. Ok, mình trực tiếp nha. Đó ok. Tôi xem coi là Phong với Sam người ta trực. Ê có hai ông. Ủa nào? Ủa đi ông. Ủa chết rồi. Phong ơi. Được rồi, sao rồi? Sam trời sắc ngay đã. Rồi ủa từ từ sao ông đóng cũ hả? Ê sao thấy nó không? Ê nó lộn mấy bông ơi, nó lộn rồi. Rồi nãy là sai đây, đây nè, làm lại đi ông này nè, đi ông số 4, mình đi ông số 4 chưa đi đúng không? Ông số 4 kìa, đây nè. Mình làm lại đi, mình lại đi. Cái cũ đó nó lạ các bạn, làm lại. Ok, đây. Quay. Sai. Lại kìa. Quay. À, kỳ quá à. Cứ sao lại tỉnh thiệt. Cái gì ta, sao tôi đậu được cái bằng của tôi vậy ta. Ôi rồi. Sao lại tỉnh thiệt. Trời ơi, rồi xong đến đây cũng dừng rồi. Đây. Mình tâm là tên. Đó, e xe rock and roll nè, rock and roll nè. Ê, tiền đình nữa à, tiền đình nha. Ê, sao nhìn nó đang đi không vậy? Có đang đi không vậy? Đang đi tốc độ cực kỳ nhanh luôn á. Ui, ê, nhìn nó ảo ảnh quá, nhìn nó như không đi vậy đó, thật sự nó đang đi đó bạn. Wow. Ê, nhìn nó ảo lắm luôn á bạn. Ôi trời. Thôi rồi. Ui. Phơi. Vẫn rất phơi nha. Trời, bạn nào mà xem video này bạn hãy cảm giác rất là may mắn khi xem video của Sam nha mấy bạn ơi. Đó, được trượt ống miễn phí và đây gọi là cái ống dài nhất trên thế giới luôn nha. Ôi trời. Đi đâu vậy? Ok. Ở ngoài đề thật mà có mấy cái ống kiểu này chuột kiểu văng ra ngoài. Văng ra ngoài là văng vô bệnh viện luôn nha các bạn. Đó. Trời ơi. Ôi trời ơi. Nó văng. Tại sao mày từ nãy giờ cái đường này nè, có nhiều đường Phong với Sam chưa được đi lắm luôn á. Tại vì mình chưa có tiền đủ á Phong. Vâng, đây nè, làm sao để được đủ này nè. Bây giờ nè, Phong nói sao nghe nè. Phong thấy là cái đường ở trên cao nè là trượt được về cái đường ở trên cao nè. Đâu? Đường nào? Cái thứ hai á là Phong thấy là nó là trượt kiếm được nhiều tiền nhất, hiểu không? Ok, rồi ok, bây giờ mình chơi này kiếm tiền đi. Thôi giờ ông lấy riêng đi, tôi thấy. Phong với Sam lấy riêng đi chứ Phong với Sam lái Phong sợ quá. Tôi lái mà tôi thấy tôi mệt các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiếm bây tiền. Bây giờ để Phong thể hiện cho Sam coi đi. Wow. Ô trời ơi, yeah, đã quá. Siêu phẩm Phong cần cái gì? Trời ok, bây giờ mình sẽ đủ kiếm tiền thật nhiều để có thể qua mắt mới nha. Ok. 8 hours later. Có một điều khá là buồn nhưng mà mình mới thông báo cho các bạn, đó chính là Phong cận không thể nào lùm đủ được 200 sao các bạn ơi. Buồn quá à. Nên bây giờ chỉ có một mình trượt thôi, nhưng mà Phong cận vẫn có thể ngắm mình nên thôi. Bây giờ tôi sẽ cho mình Phong nha. Rồi, Phong ngắm Sam ơi chứ là sao giờ. Buồn quá à. Ok, bây giờ tôi sẽ cho ông biết được thế nào là sức mạnh của đồng tiền nè. Ok. Giờ, mấy người giàu người ta có tiền, người ta mua map chứ mình nghèo đúng mình rồi, có tiền. Đó, bây giờ đây là map 200 thì tôi thấy vẫn chưa đủ đúng không? Nó vẫn gọi là nhà cũ nè, tôi thấy vẫn chưa đủ đẳng cấp nhà đó. Quê ấy sao? Ok, đây là map 600 sao. 600 sao là nhìn cũng bro đó, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ tại sao ta không chơi những cái map đẳng cấp? Và đây là map 800 sao. Ồ trời 800 ơi. 800 sao? Ủa, hết rồi hả? Ủa cái map gì đây? Ủa map có cái map này 250 sao mà nó rẻ vậy, đẹp vậy? Ủa rẻ vậy. Ôi, nó đâu có cái đường này, đi thử này không? Để xem coi còn map gì nữa không? 500 sao là trên cao. 500 sao 1000. Wow, lên tới núi lửa luôn. Núi lửa luôn. Và đây là map đắt nhất các bạn ơi. Thế bây giờ ông nghĩ là mình nên chơi thêm cái map nhẹ đô chứ mà chơi map đô nặng nhất không? Bây giờ map nhẹ đô tôi nghĩ map này là map nhìn lạ quá ta. Map nào cũng được hết trơn, tôi thấy map nào cũng ok. Bây giờ ông chọn một map đi, ông nghĩ đi, ông nghĩ map này sẽ hay. Đây là map đường đi này, đây là map gì ta cỏ nè. Ông thích map nào không? Map cỏ thế thì tôi thấy map cỏ map cỏ có vẻ hay. Bây giờ mình sẽ bỏ 500 sao nha các bạn. Trời ơi trời, ok. Đây, sức mạnh của đồng tiền xin được phép bắt đầu. Đây tôi sẽ mua cỏ. Trời ơi giàu quá. Sammy chắc tài khoản phải mấy trăm ngàn Robux. Đây à. Tôi sẽ 90 Robux. Trời ơi tôi sẽ bỏ 90 Robux ra để mua cái này. Trời ơi đầu tiên quá nè các bạn. Giàu quá ta. Nếu các bạn ta. Đừng quên muốn Sam review những con map Roblox hay như thế này, đừng quên xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây nếu mà có thấy quảng cáo nha. Ok, cảm ơn người rất nhiều. Đừng quên xem video quảng cáo nha. Rồi ok, tôi sẽ mua cái map này. Ok, đủ chưa. Đây, yes. Rồi, tôi đã tới map 500 sao các bạn ơi. Oh my god, tôi thấy gì chưa? Đây, nhìn tôi cần phải
trượt cái đường này đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng cái trượt. Bây giờ là Sam mua cái đồ trượt nó xịn xịn xíu. Sam xịn luôn hả? Đây cái gì đây? Cái tiền mua đi xịn xíu. Xịn gì, tôi nghĩ bình thường thôi cũng được. Đây thôi, tôi mua cái này đi thôi. Thôi khỏi cần đi Phong ơi, mình quan trọng là nó trượt xịn là được rồi. Xịn thì sẽ trượt xịn. Này không, mình được. Đây tôi chỉ trượt cái cỏ này, đây cái cỏ này. Ui trời ơi, ui sao lấy. Tôi lấy khó quá bạn ơi. Đây, lấy xuống. Bà biết lái không? Bà biết lái không? Tôi biết lái xe. Đây rồi rồi rồi. Oh my. Biết lái không? Bà biết lái không vậy? Trời ơi. Ủa sao chưa có chỗ khác vậy? Trời ơi. Tôi tức quá bạn ơi, tức quá, tức quá. Đây rồi, lái. Kỹ năng như vậy mày đặt trực tiếp. Đây 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 rồi rồi. Đây mấy bạn thấy không, đây là cái hình xoắn ốc nè. Đây trời ơi, chỗ này chưa ai trượt luôn. Ủa cái gì á? Ủa cái sao nó trượt 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 lên lại sao nó cái trượt ngược lên lại vậy? Cái gì mà dở vậy trời ơi? Hello rồi, okay. Lấy tốn robot quá ta. Tôi thấy tốn robot rồi đó, tôi bắt đầu thấy tốn robot rồi đó. Chính đây mươi robot đúng không ta? Đúng rồi, 90 robot của tôi. Cái gì, cái trò chơi gì đây ta? Trời ơi, cái trò chơi gì đây? Sao tôi thấy nó không có đã, tôi thấy nó mệt quá vậy. Ê, đã chỗ nào chứ, đã chưa? Là tôi chờ cái thời gian cho nó xuống dưới thôi, chắc đi ngủ sướng hơn. Trời ơi, ê, nhìn nó không có thích gì hết trơn luôn các bạn. 90 robot của tôi này hả? Trời ơi, trời ơi, trời. Ủa, rồi, 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 ok, 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 ok. Rồi, Phong ơi. Rồi, 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 thấy. Ủa, bây giờ mày thấy đã nè, bây giờ mày thấy đã. Ủa, đã, 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 đã. Ủa, trời ơi, trời ơi, trời ơi, bạn. Ôi sướng, sướng, ôi trời ơi. Tính ra cũng đã đó bạn. Tính ra nó cũng được xíu à. Tính ra cũng đường xíu à. Còn đi, đường đi, nào đi, không? Đi, đi thử cái đường khác coi. Đây, còn đường nào không? Đây, đó, còn đường bên kia kìa, đó. Đây đúng không? Đường gì đó, off road nè. Đây, nó tính ra hai đường chứ nhiều. Đây, tôi nghĩ đi khác cho cháu sình không ơi. Tôi nghĩ nó giờ nãy xui quá, xả xui đi. Rồi đi bằng cái trực tuyết này nè. Đó, đây. Đây, mình sẽ đi đường số 21 nha. Để xem có gì khác biệt không nha. Chứ 90 robot của tôi gì kỳ vậy đây. Rồi, trượt tuyết Phong ơi. Wow. Cái đường nó gồ ghề, tôi không thích rồi đó. Trời ơi, nhìn tôi bèo hình bèo. Đi cái gì vậy? Đến đây, gãy cổ. Đây mà ngoài đây thật đi, cái ngày gãy cổ. Trời ơi, nhìn tôi đây rồi. Nó đập chứ cái gì thì luôn bạn ơi. Ôi trời đất ơi, là trời ơi, nhìn tôi đi rồi. Nó gồ cái tôi dậy hết sốt rồi. Bật lý của game, bật lý của game. Trời ơi trời. Rồi, rồi cái gì đây? Rồi nó chưa. Ủa? Nó chưa không tới rồi. Ủa đây đây đây, xuống đây, xuống dưới đây đây, có cái đường khác. Trời ơi. Mấy bạn ơi, nó thật luôn, không nên mua map này nha. Trời ơi bạn ơi, nó phẹt, nó phẹt. Nó phẹt, nó chơi nó không bả, nó không đã được cái map được 100 sao nha bạn. Trời ơi, phí tiền quá vậy. Thấy không? Trời ơi, ai biểu kêu Phong chọn chứ Phong chọn không xui. Thôi thôi bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái map cuối cùng nha, để xem cái map cuối cùng như nào. Tôi nghĩ là mấy cái map này chắc là nó rùi bu kiến đầu của các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với cái map đắt nhất và đây là map 1050 sao. À 500 sao, vì không biết là cái này là bao nhiêu tiền. Nhiêu tiền trời, bằng nhiêu tiền trời. Trời ơi, mình coi coi. Ok, vậy là mình đã tốn cho cái map này là tầm 200 Mỹ. 300 robot luôn á chứ. Ừ, từ 300. Ủa, còn thiếu là Sam còn 100 nữa kìa, còn 100 kìa. Đây đây đây. Trời ơi, vậy là cho cái map này là có phải tầm gần 250 300 robot thôi bạn. Sam là tốn từ nãy giờ cho video này là 300 gần 300 robot rồi đó. Trời ơi, đây, mình sẽ mua sạch luôn bạn. Đây mua sạch luôn đây. My god, mình đang đứng vào cái map bằng 300 robot các bạn luôn, ơi. Trời ơi, đừng có gì nữa, mình chơi luôn để mình xem chơi luôn cho nóng nè. Tôi phải chơi luôn cho nóng để xem qua cái map này sao nó đắt dữ vậy ta. Để coi coi. Để coi cái thứ tốn tiền của tôi giờ đi cái màn này trước đây. Màn này nguy hiểm gì sao mà đi cái màn này trước à. Màn này đi, màn này đi. Rồi ok. Cái này là cái gì đây? Cái này là ôi. Đi vô đi vô. Vô. Lần nào mà trượt vô cái ống cũng vất vả quá vậy. Vất vả quá vậy mà. Trời ơi, tôi trượt đi đâu rồi. Thôi chết rồi, chết rồi. Trượt thẳng vô luôn, trượt thẳng vô luôn, trượt thẳng vô luôn, đúng rồi. Thẳng vô. Rồi, thẳng vô. 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 Rồi ok. Rồi. Ok. Yes. Sam phải giữ cái nút trượt kìa phía trước, Sam phải giữ cái nút trượt kìa phía trước đó. Oh my god. Oh my god. Ồ. Đã quá vậy. Cũng đáng đâu.
thôi, mới được chút xíu thôi, mới được chút xíu. Ủa? Ủa? Là đáng dữ chưa? Rồi wow! Sao mày đào nướng? Đáng quá. Đáng hình như còn đường khác, hình như còn đường khác. Còn đường này khác. Vẫn còn cái đường này bạn ơi. Thôi làm ơn đừng có làm tôi thất vọng nha. Nó là số 1 luôn kìa, khoan tự khi nào số 1 là xịn nhất không? Đâu cái này là... Khi nào số 1 là xịn nhất không? Cái này là chỗ thang không có nổi, trời ơi gì. Ủa, nhìn gì vậy? Chỗ thang hả? Chỗ thang là nguy hiểm, làm ơn 300 đô bất cho tôi nguyên cái map này. Làm ơn. Thử nè, 300 đô bất à. Rồi ok, rồi. Làm ơn cho mấy thằng fan xem nữa, trời ơi, làm ơn. Wow, nhìn xịn nha, xịn nha. Ôi, nhìn nguy hiểm, nhìn nguy hiểm. Ôi trời. Ê, đã nha Phong, đã nha, được nha. Ôi, tiếc kia Phong chưa được đây, thật. Ôi, trời ơi, thích gì? Nhức mắt kìa, nhức mắt kìa. Nhìn tôi thích dễ sợ. Ôi trời. Ê, trượt dài nha, trượt rất dài nữa bạn. Ô trời ơi, quá là thích luôn. Ủa trời, xin chỗ này quen vậy. Ủa thấy cũng không có nhiều lắm sao mà. Ủa trời ơi, chân tôi dài vậy. Hay quá đi bà. Trời ơi, 300 đô bất của tôi. Cũng mà ok á. Trời đáng vậy đập, là gọi là cái bạn mà tạo ra game này đã có được 300 đô bất của sao. Thôi tôi thấy cái này nó quá sức tưởng tượng mình. Ok bạn ơi, các bạn có thấy là cái video gọi là trượt cầu trượt dài nhất thế giới như thế nào, đừng quên có một vị sao biết nhà bạn bạn thích map nào nhất đừng quên comment nha. Còn riêng tôi như tôi thật luôn, cái map đầu tiên là chơi vui nhất, đầu tiên thứ hai đó. Tôi nói cái map này chơi không vui được không anh, cái map này vô là chơi thấy vui rồi. Tôi thấy cái map thứ hai là hay hơn nha. Rồi, nhưng mà về sau mình không hiểu tại sao nó càng tệ. Nên là bạn nào chơi map này thì mình sẽ để cái tên nó đây nha. Mình sẽ để cái tên đây, đó cho bạn muốn chơi. Đó, còn mình khuyên các bạn đừng nên mua nha. Các bạn có thể cày bằng những cái cách là các bạn lụm nhí ngực nhí nhí. Ngôi sao băng tuyết là có thể là chơi được cái map này nha. Còn cái map đúng rồi. Cái map mà mình nói thật luôn, phí tiền nhất là cái map này nha bạn. Đừng nên chơi nha, nghiêm cấm luôn các bạn. Tốn tiền dễ sợ luôn à. Rồi, ok bạn ơi, các bạn thấy video này như nào đừng quên comment sao biết nha. Còn bây giờ, tôi mọi người ở clip sau. Hẹn lại, bye bye. Bye. Trời ơi, lỗ tiền rồi.